Lê Khánh. Lê Khánh ơi, anh là một kẻ trốn chạy tội lỗi, trốn chạy những người thân và trốn chạy luôn cả bản thân mình. Anh sợ phải đối diện cùng thật tàn. Anh sợ phải đối diện cùng thật tàn. Chỉ ở đó luôn có những ánh mắt nhìn anh đầy oán trách. Có tiếng khóc của con, có tiếng khóc của con và sự ra đầy uất hận của em. Buổi chiều ngồi trước mộ em luôn ngâm cung vì khói hương nghi ngút. Bỗng anh chợt thèm nghe tiếng nói của em trong lặng, tiếng nói của tình người chỉ một chữ tâm thôi mà. Khánh ơi, khi anh chợt lắng tai tầng 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 đàn chim vội vã bay về trốn lạnh mùa đông. Gió xoay chiều chao đảo giữa mênh mông, xoay bụi cát tung mù mịt cả bầu trời. Cuộc sống quanh đây muôn đời luôn sống động, có nơi đầy tĩnh lặng cũng có nơi luôn áo nhiệt sôi trào. Ngồi ở trên đất chết nhìn những cánh chim bay, cố tìm nơi để tránh ngọn gió đông, mới hiểu thâm sâu ý nghĩa sự sinh tồn. Lê Khánh ơi, tự giả kiếp nhân sinh, thầy thiên hạ bảo nhau rằng em đã về nơi cát bụi. Nhưng đối với anh, dù cho em chỉ sống trong một quãng đời ngắn ngủi, nhưng chính tự thân em đã phủi xong cát bụi phong trần. Trái tim em đã biến thành pha lê trong sáng vô ngần, đêm nửa đời xuân làm nhịp cầu đạo lý, đưa bước chân chồng vượt qua bể trầm lũng. Biết vậy nhưng anh vẫn ngừng ngại bước chân, dần tự thấy bản thân anh đầy tội lỗi. Mạnh mạnh áo phong sương dưng dương đầy cát bụi, 18 năm qua đeo đặng tới bay về.
sống trong kiếp người. Xin lắng nghe bao lời, nhìn sắc màu pha lê gửi sáng và lòng lanh. Sinh ra giữa nơi phong trần, thành pha lê đỡ đau vô ngần. Đau thương chở nơi nàng lòng, đường thân thang cứ mang mà đi. Dù qua núi cao sông dài, đôi tương lai giúp ta thành nhân. Thử thách nào em đã đi qua, tôi đứng lại mà lòng tê tái. Muốn ôm lấy đau thương vào lòng mà đi mãi, giờ không có em chỉ là bản đồng thân. Đối duyên sự cố gắng bây giờ, sự cố gắng bây giờ mới thật sự lớn lao. Và dần đó mà tấm lưng anh mòn. Nếu như giờ đây chỉ một lời em nói, thì anh sẽ mang đầy lực để mà đi. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe trích đoạn Không làm các bụi. Xin chân thành cảm ơn.